If it works, it's on me. If it doesn't, it's on you. Kai! Kakugyo Kai-san! Stand there, little cobra! What should I leave behind? Request backup! Okay! I believe in the goodness of people. Get to you if you upset me. Monster kill! Backup! Attack the turtle! Kata! Please attack the enemy! Has been slain. Enemy unstoppable! Kai! The enemy has slain you the turtle! You have slain an enemy! The umbrella is Yang. The human is Yin. Attack the there Lord. Are hundreds of monsters living in my umbrella. Initiate retreat. It seems that very few people know. An enemy has been slain. Request backup. Enemy killing. Shut down. Yo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ, để mà cùng đến với vợ của Mỡ gameplay mà Mỡ làm về cái waifu, cô vợ của Mỡ trong cái tựa game Mobile Legends này. Đó chính là cô em Kagura ở trong cái trang phục cấp độ gọi là ánh sao hàng năm, với hiệu ứng biến về riêng và cái biểu tượng cảm xúc riêng hó hó. Đó chính là cái cô em gọi là Kagura ở trong cái trang phục Tích Thủy Á Hoa. Nghe tên rất là kêu thôi, nhưng tên tiếng Anh của cô nàng này thì có cho mình đó là cái tên gọi là Water Lily. Thì cái tên tiếng Anh của cái cô nàng này về Việt Nam dịch thì nó hơi thô, đó là hoa súng anh em ạ. Nhưng ở đây, đầu game giao tranh, có được cái mạng đến từ vị trí của Lancelot cái đá, và sau đó Mỡ sẽ quay trở lại chém gió với anh em. Đó, thì tên tiếng Việt của cái cô nàng này có tên gọi là hoa súng anh em ạ. Thì chả nhẽ lại gọi là khi mà đặt tên cho một cái skin có thể nói là đẹp và xịn sò nhất nhì và được gọi là tính độ hiếm tính theo năm ấy, thì chẳng nhẽ lại để tên gọi là Kagura hoa súng. Ừ, nghe nó bị thô đúng không? Thì thế nên cho nên là đây là một cái bài toán khá là khó nhằn đến từ cái đội ngũ gọi là vận hành cái trò Mobile Legends này, và họ đã đặt tên cái cô nàng Kagura thành một cái tên cực kỳ hay, mà nói thật với anh em là Mỡ cũng không biết nghĩa lắm. Đó chính là Tịnh Thủy Hà Hoa, một cái tên mà có thể nói là Hán Việt loi toi phoi luôn. Và nếu như mà anh em nào mà kiểu yếu kém về ngôn từ như Mỡ là bắt đầu Mỡ ngồi nghĩ trong đầu ấy, không hiểu Tịnh ở đây nghĩa là gì, Thủy ở đây chắc là nước rồi, Hà và Hoa ở đây nó lại tại sao nó lại liên quan đến hoa súng, thì chắc là nó sẽ có một cái ý nghĩa mà nó được đặt tên như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên Kagura Tịnh Thủy Hà Hoa so với Kagura hoa súng nó khác bọt với nhau hoàn toàn, đúng không anh em? Đấy, cho nên đôi khi chúng ta cũng phải có những cái tên tiếng Hán Việt được đặt nó hay như vậy thì mới tôn lên được cái dáng vẻ, tôn lên được cái dáng vẻ ngoài cũng như là cái sự kiêu sa và lộng lẫy của Kagu ở trong cái trang phục cấp độ hội viên ánh sao năm 2021 này. Thì cái con Kagura này thì về cơ bản ý là cái trang phục hội viên ánh sao năm thứ tư mà theo như thông tin mà Mỡ được biết, đúng không anh em nhỉ? Nếu như mà Mỡ
chia sẻ sai thì mong anh em gọi là thông cảm và để lại comment bây giờ video clip này nha. Chúng ta có đó là cái gì anh em? Chúng ta có đó là cái vị tướng Kairi, chúng ta có đó là God, chúng ta có là Hayabusa. Và ở thời điểm hiện tại là chúng ta đã có đó là Kagura. Về cơ bản là một cái thông tin khá là vui dành cho cặp đôi Hayabusa và Kagura khi mà cặp đôi này có được cho mình. Đó là cái cặp đôi trang phục đúng luôn, trang phục theo bộ luôn. Đó là trang phục theo năm như anh em có thể thấy. Rất là đẹp, hiệu ứng kỹ năng đến từ bộ kỹ năng của Kagura có thể nói là tuyệt vời. Ở đây mỡ sẽ đi gần vào dùng chiêu cuối ở dạng cổ ô để mà gây ra thương lên đó là cái vị tướng Pasha. Sau đó bật biểu tượng cảm xúc hõ hõ và lùi về. Thật ra cái đấy là hô hô cười anh em hiểu không ạ? Nhưng mà thấy dịch ở trong game là hõ hõ thì mỡ đọc là hõ hõ cũng được. Và ngay từ giai đoạn đầu game phút thứ 3 thôi mỡ đã có được cho mình 4 mạng hạ gục mất rồi. Ở phía bên này giao tranh đánh nhau gần như là liên tục khi mà team bạn có tới hai vị tướng sát thủ, đó là Natalia cũng như là Lancelot. Nhưng tuy nhiên là họ đang gặp phải giao tranh thua vì cái con Kagura ở đường giữa nó xanh quá sớm đi, nó có cho mình 4 mạng hạ gục như thế này rồi thì lát nữa thôi một cái combo của Kagura là quá thừa để mà tiễn mạng của những cái vị tướng màu giấy bên phía của team bạn rồi. Pasha lại tiếp tục có được mạng gục đến từ vị trí của Roger, mỡ ném ô ra để chặn đầu nhưng mà Pasha lại chạy đường khác mất rồi. Ok, quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong cái trận đấu này. Combo của mỡ đã có anh em này, đẩy ô này, chiêu cuối, đẩy ô sang, dịch chuyển lên, dứt ô lần thứ hai và đánh thường một cái, lướt lên đến từ cái kỹ năng thứ hai ô hộ mạng và chảm sát. Mạng thứ năm của mỡ trong cái trận đấu này luôn. Combo là cực kỳ mượt mà. Mà nếu như mà anh em nào mà muốn hỏi về combo của Kagu thì mỡ xin được nhắc lại với anh em là ở trong ngày năm 2021 này, mỡ làm rất nhiều video clip về combo của Kagura rồi anh em ạ. Phía bên này thì có Lancelot, anh ta định lao vào dồn sát thương mỡ nhưng bị mỡ giữ chân khống chế lại, cùng với đó là Frank áp chế. Mạng thứ 6 của mỡ trong cái trận đấu này luôn, cực kỳ danh trí đến từ một cái con Kagura có được cho mình một cái đóa hoa súng ở thay bằng cái ô, và đây là cái hiệu biến về hấp. Trời ơi, quá xinh xắn của tay hồn mê đúng không anh em. Thì Kagura trong trang phục này có cho mình một cái mái tóc đen thuần khiết, nhìn cực kỳ là nữ tính, với cả một cái bộ váy cùng với một cái đóa hoa súng ở trên đầu màu trắng tím. Thì có vẻ như là cái cô nàng Kagura này nó đã thêm một lời khẳng định đến từ Moontoon ở đây, đó chính là Moontoon cực kỳ thích màu tím anh em ạ. Và cái hiệu ứng kỹ năng của mỡ ở chiều cuối vừa mới được hiển thị rất rõ ràng. Mỡ vừa dồn sát thương để mà hạ gục đi đó là cái vị tướng Natalia, tuy nhiên là trượt. Nhưng ở phía này thì Nathan chạy đầu con sâu đánh thương một cái và Nathan bay màu, tiếp tục là những cái pha gọi là khống chế đến từ vị trí của Natalia để mà giúp hoặc là để trả thù cho cái vị tướng gọi là xạ thủ của team bạn. Nhưng anh ta không làm được cái điều đó và mỡ dịch chuyển về nhà hồi máu, tiếp tục đi tham gia giao chạy level 7, 7 mạng hạ gục ở phút thứ 5, trang bị là có cực kỳ xanh chín, stack đến từ cái đồng hồ định mệnh đã đạt đến cái con số 6 quá nửa rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì cái cách chơi của Kagura là rất đơn giản thôi, chờ đủ combo và lao vào với cái combo 1-3-1-2-3-1. Anh em nhớ cái combo của Kagura chưa? 1-3-1-2-3-1. Đó, thì sau khi mà anh em làm xong cái combo đó xong ý, thì anh em còn một lần tái kích hoạt cái chiêu 2 nữa để mà anh em có thể lướt đi. Và cái kỹ năng đó là cái kỹ năng thuộc dạng thanh tẩy anh em nha. Tuy nhiên cần phải lưu ý một cái điều rằng là cái con Natalia bên phía team bạn nó là một cái vị tướng đấy, cái dấu chấm than trên đầu này, nó là một cái chất tướng khắc tinh mỡ ạ. Khi mà cái câm lặng của Natalia hoàn toàn có thể khóa đi cho mình đó là cái thanh tẩy của Kagura, cũng như là cái kỹ năng gọi là nếu sau này mỡ có lên đó là cái quyền triệu mùa đông. Vừa xong là một cái pha tình huống mà mỡ dồn combo chắc chắn là hạ gục đi được đó là Pasha. Tuy nhiên là cái vừa phát xử lý vừa xong ấy là mất tầm nhìn của Pasha, cho nên là cái ô đợt đẩy tiếp theo nó lại đẩy vào cái con cua kỳ dĩ, cho nên là mỡ bị mất đi cho mình đó là cái combo hơi đáng tiếc. Nhưng mà tuy nhiên không sao, đó là một cái lỗi kỹ thuật để cho anh em biết rằng là chơi cái con Kagura này anh em nên hạn chế click vào cái kỹ năng mà anh em hãy kéo anh em nha. Khi mà anh em kéo ấy thì cái tỷ lệ cũng như là cái độ chính xác của con Kagura nó sẽ cao hơn. Ở phía này là mỡ có một cái pha áp sát chạm sát đánh thường và hạ gục đi được đó là cái vị tướng Pasha, mạng thứ 8 của mỡ trong cái trận đấu này, nhưng buộc phải lên bảng điểm số thôi. Và đây là cái dáng lên bảng điểm số của Kagura anh em nha. Cái tình huống vừa xong là hết sạch võ rồi, không còn gì để mà có thể làm được nữa. Mỗi pha giao tranh hơi vơi đến từ vị trí của mỡ, nhưng mỡ cũng không thể nào biết được là Lancelot có một cái tình huống xuất hiện ở cái tình huống vừa xong. Anh ta sử dụng cái đâm kiếm, anh ta áp sát và sau đó anh ta hạ gục mỡ một cách rất dễ dàng, hạ gục đi một cái con Kagura không còn võ. Và ở trong cái tình huống này thì Pasha lại một lần nữa núp bụi. Ở trong trận đấu này thì team bạn đang có những cái chuệch choạc về cái giao tranh, nhưng mà quay đi của lại thì team bạn cũng gần kéo lại được cái tỷ số ngang bằng rồi này.
Hình như có vẻ là ôi con Xbox đi đường trên thua con Batman ạ. Vãi chưởng thật. Sao Xbox lại đi thua Batman được nhỉ? Kiểu hai cái chất tướng này về cơ bản là ngang nhau, nhưng mà nghĩ rằng cũng đâu có thua một cách gọi là toàn diện như thế. Đường trên cái con Xbox bị con Batman đẩy cho nát bét cả cái đường luôn. Vãi nồi về phút thứ 7. Mỡ xanh nhưng mỡ cứ nghĩ là kiểu các lane khác cũng xanh em ạ, nhưng mà hóa ra là không phải. Đường trên là fit tụt quần đến từ vị trí của đó là cái con Xbox này. Mỡ phải lên dồn combo 1-3-1-2-3-1 và hạ gục đi được đó là cái vị tướng Batman. Trời ơi trận đấu này đường giữa làm thì đường cánh phá. Ủa ôi, hai cái đường cánh cùng thọt luôn. Đó là ủa dồi, à đâu cái con Kling kia xanh kia 203 kia nó còn lên cả cung nữa luôn. Nhưng sao con Xbox thọt nhỉ? Trời ơi thọt nó bị đẩy nó nát bét cả cái đường luôn anh em ạ. Mặc dù cái con Kagu đường giữa nó xanh anh em hiểu không ạ? Nhưng mà có một cái vấn đề ở đấy là cái con Kagu xanh thì nó chỉ ăn được mạng thôi, chứ nó không có được cho mình những cái tình huống để mà có thể gọi là đẩy trụ cả. Rồi, giao tranh được nổ ra ở đây, mỡ để ô giang dùng chiêu cuối, hạ gục đi được đó là cái vị tướng Fasha. Tiễn cặp đôi đi rừng của team bạn là Lancelot cũng như là Fasha bày màu. Mạng thứ 10 của mỡ trong cái trận đấu này rồi. Tầm này thì nói thật với anh em là một combo là cái vị tướng nào bên phía của team bạn cũng bày màu hết. Thậm chí đó là cái vị tướng Batman luôn. Ở đây anh chàng Batman anh ta đánh khá chủ quan. Anh ta quay nhưng anh ta bị kéo về, anh ta bị đẩy ô đến từ mỡ. Và sau đó anh ta bị dồn xa thường. Kling có được mạ gục đến từ vị trí của Batman hay sao ấy. Nhưng mà tuy nhiên thì ông Roger lại bị lên bảng ở chỗ nào đó trên cái bản đồ này. Ôi dồi ôi. Thôi không sao anh em ạ, giao tranh thắng về cơ bản là được rồi. Ủa, có khi nào nhiều anh em nhìn vào cái gameplay này anh em sẽ nói là tại vì do mỡ ăn hết mạng của team chúng ta, cái này mỡ cũng không biết luôn anh em. Nhưng mà ở phía này thì mỡ sẽ quay trở lại để cứu đó là cái vị tướng Kling đã này, sau đó dùng chiêu cuối ở dạng không có ô đẩy tiếp lần nữa, hạ gục đi được đó là cái vị tướng Lance, một cái pha bắn hỏa tiễn đến từ cái cô nàng hằng nga à đâu pha xa. Tuy nhiên xa thường là không đủ để mà có thể kết liễu được mỡ. Mỡ chạy thẳng về nhà nha, chứ không có đứng dịch chuyển ở giữa đường đâu, bởi vì anh em biết sao, team nó có Natalia lùi được về rồi. Ok anh em nha, để ô lên để mà gọi là dùng chiêu hại đấy, dịch chuyển ra cho nó nhanh. Ẩn thân đến từ vị trí của Franku, và anh em có thể thấy đúng không ạ, cái dáng chạy của con Kagu này ở thời điểm hiện tại là nó có hai cái dáng chạy nha. Một cái dáng chạy đó là cái dáng chạy có ô, chạy rất kiểu thanh tú, anh em thấy không ạ, rất xinh đẹp và thanh tú, vợ của mỡ anh em. Còn cái dáng chạy thứ hai là cái dáng chạy ở cái dạng mà tăng tốc chạy, thì nó sẽ để nó sẽ cầm ô ngang nó chạy. Và phía này là có Nathan, anh ta sử dụng cái chiêu cuối để mà thoát đi khỏi cái khả năng dồn ô đến từ mỡ, hay chính xác hơn là anh ta lại gần mỡ, nhưng sau đó anh ta bị hạ gục. Tiếp đến là cái vị tướng Fasha khi mà cô ta đang muốn rình rập ở trong bụi. Và ở đây là có Batman, giao tranh nổ ra, Franku kéo trượt, Lance múa vào, nhưng ta bị giữ chân khống chế đến từ cái con bài đó là Franku rồi. Anh ta bị lên bảng đếm số 3 thành viên team bạn bày màu, giao tranh là cực kỳ khốc liệt. Mặc dù ở thời điểm hiện tại đang là cái thời điểm đúng rồi, ở thời điểm hiện tại đang là cái thời điểm để mà giao tranh mà anh em đánh nhau có thể nói là tụt cuồn. Phút thứ 10 cả hai team chia sẻ cho nhau đó là 40 mạng hạ gục anh em ạ, để cho anh em thấy được rằng là đánh nhau nó máu lửa là như thế nào. Và bản thân mỡ có được cho mình đó là 13 mạng hạ gục, chỉ phải nằm xuống một lần và hỗ trợ tới 4, để cho anh em thấy được rằng hầu như những cái pha hạ gục của mỡ đều là những cái pha solo kill anh em ạ. Mà trận đấu này thì cũng không biết rằng là nó sẽ trôi về đâu, bởi vì nhìn cái ông đi rừng của team mỡ về cơ bản là hơi ngáo anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, ở phía bên này là mỡ muốn gọi là đi vào đây để rồi sát thương lên pha xa. 1-3-1-2-3, ui không cần đến 3 luôn anh em ạ, 1-3-1-2 thôi là Pasha bay màu rồi. Sát thương đến từ cái con Kagura này là không thể đong đếm được, khiến cho team bạn mất đi cái nguồn sát thương phép thuật chủ lực. Và tiếp đến sẽ là ở đây Nathan cũng là sát thương phép chủ lực mà anh em, sẽ là 1-2 làm choáng và chưa kịp chạm sát thì Nathan đã cụ đi chân lạnh toát. Phía này là có đó là Lance, mỡ nghĩ là mỡ sẽ đi vòng sang phía này để tìm Lance nha. Mỡ vẫn còn chiêu cuối ở dạng gọi là có ô đẩy này, nhảy vào combo. Thật ra cái chiêu cuối đó là cái chiêu cuối ở dạng gọi là có ô là quá đủ rồi. Mà phía này thì sau khi mà ăn được cái con lót thì team bạn với cái vị tướng Batman anh ta cực kỳ chăm đẩy nhà. Trong khi thì team mỡ thì nói thật với anh em là cái ông Xbox thì không thấy đẩy nhà đâu cả. Ồ, kéo là tuyệt vời đến từ vị trí của Franku nha. Làm combo rất đam về đến từ cái chiêu cuối của mỡ là đủ để mang về cái mạng thứ 16 của mỡ ở trong cái trận đấu này rồi. Ôi dồi ôi,
gánh team như thế này thì còn gì nữa để mà chê. Một mình mỡ gánh 4 ông đồng đội trên vai mà trận đấu này về cơ bản cảm giác nó vẫn căng cầu anh em ạ. Mà cái ngưỡng sát thương của con Kagura này nó chưa phải là tới kịch sàn nha. Bởi vì anh em nên lưu ý rằng với cái set trang bị này của mỡ mà mỡ lên cho anh em ý, 6 cái trang bị này đều là 6 cái trang bị tăng sát thương cho Kagura luôn. Giày xuyên kháng phép, đồng hồ định mệnh, quyền trượng sấm sét, trượng học giả, thánh kiếm cũng như là cái quyền trượng mùa đông, trang bị nào cũng mang đến cho Kagu một cái lượng sát thương phép khổng lồ. Cho nên anh em đừng có mà quá lo rằng Kagu về lên game nó sẽ yếu. Ở đây giao tranh, mỡ sẽ liều ăn nhiều, nhảy vào combo, hạ gục đi được Banman. Nhưng mà ở cái tình huống vừa sau là mỡ nhớ là cái phát đấy là mỡ gom được 3 thành viên ý, là mỡ cũng phải hạ được cả Nathan chứ nhở. Cái tình huống vừa sau là mỡ đang nghĩ đến cái tình huống 1-2 đấy anh em ạ. Nhưng mà lại chỉ đổi được mỗi Banman thôi. Một cái pha đánh hơi láo, bị shut down. Cho nên là thôi, tầm này sẽ cần phải đánh cẩn thận một chút xíu nếu như mà không muốn bị bay màu anh em nha. Ở đây sẽ làm cái pha ăn đi cho mình, đó là cái con bùa xanh. Nhưng mỡ thấy con Natalia phản xạ là nhanh, combo luôn hai chiều là có để hạ gục đi được. Đó là Natalia loại cô ta ra khỏi cuộc chơi. Tiếp đến là Fasha bị Franku kéo, và Franku cắn luôn cả đó là cái vị tướng Banman, anh ta cũng sấp mặt luôn. Mỡ có được cái double kill thứ hai ở trong cái trận đấu này. Đâu, cái double kill thứ hai ở trong cái tình huống này. Đó, hình như là nói hơi nhầm thì phải. Cái double kill ở trong cái tình huống này lại còn double kill thứ hai. Tùm lum tửa lưa, nói nhiều quá lú anh em ạ. Nhưng mà ở kia, sao ở phía bên kia đang đánh nhau hơn người lại thua là như nào? Úi dồi ôi, Lance anh ta có một cái tình huống hạ gục đi được rổ dơ. Nhưng mỡ đến với combo đủ cả, mỡ hạ gục đi được Lance lên bảng 38 giây và sẽ là cần phải lùi về thôi. Bởi vì Natalia đã ra mất rồi, không biết ông Xbox kia mình có lùi được về không ta. Ba trận đấu này, phút thứ 14, 20 mạng hạ gục, tự bình ăn hết. Xây sẽ làm cái pha đẩy ô, hạ gục đi được Natalia. Nhưng mà, ê, bật đồng hồ, ôi cái chạm sát. Trời ơi, cái tình huống vừa xong cái gì cũng thiếu tí. Cái chạm sát thì thiếu một tí đam, Nathan thì còn một tí máu. Và cái đóng băng lúc mỡ bật thì lại không bật được, bởi vì hình như lúc đấy mỡ bị đẩy đi hay sao ấy, mỡ ấn vào đóng băng. Nếu như anh em nào mà có xem lại cái video clip này, anh em tua lại mà anh em thấy mỡ nhảy đóng băng rồi nha, nhưng mà mỡ không ấn được. Bởi vì có thể cái tình huống vừa xong ấy là lúc đó Kagura đang vừa tung chiêu, hoặc là Kagura đang vừa bị một cái hiệu ứng khống chế dịch chuyển nhẹ gì đó mà mỡ không bật đóng băng được. Nên là thôi chịu ơi, cái tình huống vừa xong là bó tay. Thôi không sao, quay trở lại đối với cái diễn biến ở trong trận đấu này. Đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 16 mà thôi. Trận đấu này nó đang kéo dài âu cũng là bình thường, bởi vì dừng với cả những cái vai trò đam khác của team mỡ hơi kém. Cụ thể đây là Xbox anh ta đánh hơi đuối, cho nên là anh ta có được cho mình đó là một cái trận đấu không hề xanh xao tí nào cả. Ở đây mỡ để ô làm combo, sẽ là khống chế đi đó là cái vị tướng Lance chăng? Câu trả lời ở đây là không. Anh ta dùng cái kiếm trận hoa hồng né đi những cái lượng sát thương chủ lực đế từ mỡ, nhưng anh ta cũng phải bỏ đi cho mình đó là cái con lót này. Combo của mỡ đổi lấy cái con lót nghe chừng là quá lời. Ở đây là có Nathan, một để ô Nathan mất đi gần 1/2 cây máu, nhưng mỡ không có chiêu cuối trước cái tình huống vừa xong mà mỡ có ấy, là Nathan đắp chiều luôn rồi. Giao tranh trước thềm lót lại được nổ ra, và trận đấu này đang thực sự phải nói với anh em là khá căng. Và có vẻ như là team mỡ, anh em thấy không ạ, bốn ông team mỡ là không một ai thấy có một cái pha đẩy nhá đến từ vị trí của Banman luôn, cho đến khi mỡ về thanh niên Kling mới giật mình. Và ở đây mặc dù mỡ đã làm combo có thể lấy đi được mạng của Banman, chính xác là như vậy rồi, nhưng vẫn mất đi lane. Điều đó chứng tỏ là cái sự quan sát map của bốn ông đồng đội của mỡ là gần như là không có luôn. Bốn ông này đúng là kiểu ôi dồi ôi, mẹ Kagura vợ mỡ gánh cong lưng bốn ông đồng đội để mà kéo đến chiến thắng anh em ạ. Ôi dồi ôi, ông Franku lại bị cái chiêu cuối của Fasha hạ. Và ở đây sẽ là cái cội kết thúc trận. Ôi, mỡ lại bị bấu từ đằng sau, Natalia loại mỡ ra khỏi cuộc chơi mất rồi. Máu ít như thế này thì đánh kiểu gì, mặc dù có đủ combo mấy ông kia đâm vào sâu thế. Ông Roger, ôi ông Roger, ông đi rừng của team mỡ thì cứ lấy gọi là cái chiến thuật chủ đề fit to win anh em ạ. Có thể gọi là fit để cho gọi team bạn cảm thấy là mình nhường, mà thật ra có phải đâu. Fit này là fit to lose, fit to win cái gì. Thôi về regen anh em ơi, có được cho mình cái hiệu ứng biến về. À, và cũng chia sẻ luôn với anh em luôn ý, là cái trang phục Kagu này, đây cũng là cái trang phục hội viên hành sao hàng năm đắt nhất trong số những cái trang phục đang có. Bởi vì cái trang phục này nó có cả cái khung avatar, có cả cái hiệu ứng biến về, và có cả đó là cái biểu tượng cảm xúc. Một cái bộ combo có thể nói thật với anh em ý, là có một cái thời điểm là cái trang phục Kagu này này cũng được đánh giá là cái trang phục collector cơ. Nhưng mà mỡ nghĩ rằng là Moontoon bảo là cho collector của Kagura này hơi sớm. Mà về cơ bản là cái con Kagura Tịnh Thủy Hà Hoa này này, nó có khác gì cái skin collector đâu. Thậm chí anh em, nếu như mà Moontoon đưa cái skin này vào làm cái skin collector nó còn thọt hơn ý,
Bởi vì là cái skin hội viên đánh sau năm này nó còn có cho mình đó là cái gì anh em? Khung, hiệu ứng biến về, biểu tượng cảm xúc. Collector làm gì có mấy cái đấy. Collector chỉ có gọi là cũng như thế này và nó đổi giọng đi thôi, chứ nó chả có thêm được cái gì độc đáo. Và cá nhân mỡ cho rằng Moon Tune họ đã lựa chọn đưa ra một cái quyết định cực kỳ chính xác khi mà cho các em Kagura này đó là cái skin Tịnh Thủy Hà Hoa, và có cho mình đó là cái skin ở cấp độ gọi là ánh sao năm 2021 với rất nhiều hiệu ứng biến về, biểu tượng cảm xúc cũng như là khung. Và cảm ơn Moon Tune đã một lần nữa gọi là cho vợ của mỡ một cái trang phục khá là đẹp ở trong cái tựa game này nha. Thank you very much to Moon Tune nha. Rồi, ngày xưa thì mỡ không thích chơi vợ của mỡ đâu. À, ngày xưa mỡ thì không thích chơi em Kagu này đâu, nhưng mà chơi nhiều quen thì thích. Và quan trọng nhất ở đây là cái con Kagu ở trong cái bản Next này, cái bộ kỹ năng của nó được sửa lại khá là dễ. Cho nên là mặc dù nha, mỡ phải thừa nhận với anh em là cái con Kagu ngày xưa nó ảo diệu hơn nhiều. Ảo diệu hơn nhiều luôn á. Mà con Kagu ở thời điểm hiện tại cá nhân mỡ đánh giá là sửa rất là dễ, đam rất là to, đến một cái thằng chơi kém như mỡ mà cũng có thể gánh team được với cái KDA tầm 22 trận, 22 mạng như thế này ở rank thần thoại 3, thần thoại 2 thì anh em cũng đã đủ thấy được rằng cái con này nó bá là như thế nào. Anh em chẳng qua chỉ cần anh em dành nhiều thời gian chơi thôi, chứ em Kagu, chứ em vợ của mỡ này, mỡ chắc cũng một ngày mỡ chơi được khoảng độ 1-2 trận, một tuần chắc mỡ cũng chỉ chơi được khoảng độ tầm 3-4 trận là kịch. Anh em cứ tính đi, một tháng chơi được 12 trận đấy, chơi cũng chả được là bao đấy. Nhiều ông gọi là đánh con Kagu ra mấy nghìn trận, so với mỡ một tháng chơi được chắc là được 10 trận đúng không ạ, thì làm sao mà lên trình được. Nhưng về cơ bản là video clip này cũng nhằm mục đích gọi là chia sẻ với anh em về gameplay, về Kagu cũng như là cái trang phục mà thôi, chứ trình độ thì mỡ cũng không dám khoe với ai cả, bởi vì trình mình có thì mình khoe, còn trình mình không có thì mình khoe làm cái gì đúng không ạ. Ok, quay trở lại đối với cái diễn biến trong trận đấu này. Team bạn nhân cơ hội mất Franku, họ unlock mỡ cùng với đó là Clean dọn dẹp hạ gục đi cho mình đó là cái con ban mần ngáng đường này. Nhưng Lord là team bạn đã ăn, họ quyết định đổi một cái con Lord lấy một cái con ban mần, nghe nó có vẻ gọi là khá là thơm đến từ vị trí của team bạn. Team của mỡ thì đang dẫn trước team bạn và cái số mạng dẫn trước nó gần như là bằng luôn cái số mạng của mỡ anh em ạ. Anh em nhìn đi, team bạn là team mỡ dẫn trước team bạn gần 20 mạng và bản thân mỡ là có 23 mạng hạ gục rồi. Phút ở thời điểm hiện tại là phút thứ 21, một trận đấu cực kỳ có thể nói là dài hơi. Mỡ sẽ đứng ở đây để xem cái con Natalia nó sẽ đi đường nào vào nhà, nó có đi vào đây luôn không? Thôi bỏ mỡ rồi, nó lại tăng hình ở bên dưới. Nó không đi vào đây, chắc là phải chạy gần về lính chứ bây giờ lính nó cao quá. Thôi xong rồi, bỏ mỡ rồi, không tăng hình được, không đẩy ô được, không thanh tẩy được. Nó câm lặng, trời ơi, có khi nào thung ngược không ta? Mấy, tự nhiên kiểu trận đấu này kiểu gánh như thế mà vẫn không thắng được à? Chết mỡ rồi các ông ơi, thủ nhà, đúng rồi, đứng cho nó đẩy vào nhà, mất hai lane thì vẫn còn kèo để lật các ông ơi. Rồi, đúng rồi, anh em ơi, đánh khéo khéo một tí chứ bây giờ kiểu cuối game rồi mà tôi đã gánh công đầu game mà cuối game các không lớn khôn công không trả ơn tôi, khổ thì vờ lờ anh em. Rồi chảm sát lấy được cái khiên bất tử của cái con ban mần đã, sau đó dồn combo hạ cũng luôn ban mần này. Mạng thứ 44 ở bên phía của team mỡ. Và ở thời điểm hiện tại thì team mỡ lại thua với team bạn rồi, lại mất hai lane rồi. Cái trận đấu này thực sự phải nói với anh em, mặc dù là nếu như mà thắng có video clip up lên cho anh em thì hay đấy, nhưng đánh thực sự phải nói rất mệt. Bởi vì cái thế trận nó đang gọi là như thế nào nhỉ? Mặc dù nhìn cái KDA này thì cảm giác như team mỡ đang xanh, nhưng mà thật ra của mỗi mình mỡ xanh thôi. Chứ cái team mỡ mấy cái ông như kiểu ông Tanh với cả đâu, ông Tanh trận này Franco chơi được nha, mà ông Dừng với cả ông Xbox cũng chơi như tấu hài anh em ạ, thể với anh em luôn. Rồi, cái tình huống này thì liệu rằng có thể gọi là bây giờ ấy, nói thật với em, càng về late game ấy thì không đi đẩy lẻ được đâu, nói thật đấy. Hoặc đi đẩy lẻ là phải đẩy cứ khéo, còn không ấy thì cứ hạ gục team bạn. Bởi vì những cái mạng hạ gục bây giờ tụi nó lên bảng rất là lâu anh em hiểu không? Bây giờ lên bảng phải hơn phút, nói thật với anh em thấy luôn. Mà lên bảng hơn phút là bây giờ càng về cuối game cứ lên bảng ấy là cái tỷ lệ thua của anh em cực cao. Lên bảng phát xong là thấy nhà chính bay màu luôn. Đó, cho nên là tầm này chúng ta sẽ phải đánh cẩn thận một chút xíu. Tầm này thì mỡ cũng khá là giấy. Tầm này mỡ mà bị những cái con như kiểu Nata, Lance nó sờ vào mỡ ấy là mỡ cũng bay màu cả. Và để xem cái thế này sẽ đánh như thế nào nha. Có Nathan ở trong này đúng không ạ? Để xem team bạn đang làm gì, họ đang ở đâu. Nathan có mặt ở đây, đang cấu rỉa đi Franku. Ô, nháy đèn đến từ vị trí của pha xa. Đẩy ô được không ạ? Đẩy ô là được. Dồn combo hạ gục đi được pha xa, lấy đi được luôn mạng của Nathan. Trời ơi, thằng mỡ nó làm hết, vợ của mỡ nó làm hết. Rồi ôi, trận đấu kéo dài 24 phút. À, nào nào, bây giờ mỡ tỉnh rồi nha. Bắt mỡ kiểu gì? Mạng thứ 25 của mỡ và một mình mỡ xét kèo hạ gục đi được 3 thành viên bên phía của team bạn. Và tầm này sẽ là cái kết còn gì nữa. Ban mình ở đường trên bị Xbox giữ chân và chỉ có Lance mà thôi. Thôi thôi, hết game. 24 phút đồng hồ, quá mệt rồi. Ở trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em, với em Kagura Hoa Súng, à Tịnh Thủy Hà Hoa. Mà nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like và ký kênh nha. Peace.